còn nhiều lắm, tận hưởng hết đi nha. Have fun. Ok, hãy xin chào mọi người và mình muốn khoe mọi người rằng mình đã có full kit Canon TNT. Mình nghĩ trò này sẽ khá là vui đấy. Ok, hy vọng là không quay đúng lúc nha. Bây giờ sẽ đợi thằng ấy đi xuống. Mình hy vọng là nó sẽ đi xuống chứ không nhảy qua đây. Ok, đi xuống rồi à. Đi xuống rồi thì qua thôi, qua thôi, qua thôi. Thời cơ. Ok. Boom. Boom. Đánh bom thế giới. Yeah. Là cái điều mà mình thích. Vai. Đánh bom thế giới nhưng mà mình không ăn được mạng. Oh my god. Oh my god. Ok, mình sẽ chết, mình sẽ chết, mình sẽ chết, mình sẽ chết, mình biết. Nhưng chắc là đánh được bom. Mình sẽ đánh được bom rồi đấy. Ok, chúng ta thử làm tới mạng tiếp theo nè. Mình không biết là cái map này, mình không biết là đã đổi chưa, nhưng mà thật sự cái map này đang vẫn là còn mùa Giáng sinh nè các bạn. Mùa Giáng sinh đã qua cách đây 3 ngày rồi. Oh my god, 3 ngày rồi á, sao nhanh vậy. Mình không nghĩ thời gian cho qua nhanh như thế, nhưng mà ok. Biết sao được, ok và speak. Chạy nhanh nè. Bây giờ mình sẽ mặc cái này lên. Ok, boom. Mình có một cái bộ giáp thật là bá đạo đấy chứ nhỉ. Và chúng ta sẽ cùng lên trên đây. Boom boom. Ok, lên. Lên 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 lên. Mình nghĩ là bạn nên lùi lại đi anh chàng. Anh chàng nhỏ bé. Ok. Nó không biết anh đi này nhỏ bé đâu nhưng mà ai thấy anh đi này thật sự nhỏ bé không nè. Boom boom boom. Ok. Ok, đánh nhau tốt quá, đánh nhau tốt quá, nhưng mà dưới cái đằng sau là anh bạn. Yeah, cảm ơn anh đã tham gia chứ. Ok, chúng ta có nhiêu đây đồ chúng ta có thể enchant đấy các bạn. Sucknet 2 đang chờ chúng ta. Sucknet 2 đang chờ chúng ta. Ok. Oh my god, Sucknet 3 đang chờ chúng ta. Sucknet 3 đang chờ chúng ta. Bam. Sucknet 3 và holy shit. Ok, không chết cái gì nhá. Ok, speed tốc độ, máu hồi máu, các kiểu ra điệu. Uầy, sao ai lại chết ở một nơi như thế này nhờ? What the heck? Làm ơn. Dừng lắc làm ơn. Cái này thật sự vẫn là không phải là một cái map tốt cho trận chiến, mà mình sẽ xài frog. Mình sẽ nhảy. Chúng ta sẽ làm những con ếch. Nó không phải là biến thành cái gì cả. God damn it, sao mình ho thế nhỉ. Ok, mình sẽ vứt cái này đi thế này. Và ok. Mình có cú vậy đẹp nhất trên lịch sử trong đời của mình. Bao nhiêu giây nhỉ? Ok, 2 giây. Shit, 3 seconds, dude. Sao chỉ có 2 giây? Oh my god, mình lại có cái áo giáp mới mà. Thật sự đây là yeah. Không nó bắt về được đâu. Boom, chết. Và đây, quà cho mình một quả boom. Ok, sắc nét 1. Ok, nói chung mình cũng có mà. thích bắn nhau à? Thích chơi nhau à? Ok. Oh my god. Sao chỉ có 7 máu hết? Mười bảy máu. Ok, sao ba đánh yếu kém thế anh đi? Mạnh mẽ lên nào. Ok, ui. Ok, mình nghĩ đó không phải là ý tưởng tốt đối với mình và... Oh my god. Oh my god, ông hàng xóm à. Lùi lại. Tôi ghét ông hàng xóm. Hello neighbor. Sai skin ông hàng xóm ở đây định vào hấp hãm tôi à. Không có vụ đó đâu. Ok. Mình có đồ ngon. Úp. Sao mình có không có cái mũi tên nào thế này.
còn không có cái cung nữa này, là sao? Là sao vậy? Ok, mình cần tới những cái này. Oh man, đang chạy kìa, chạy với những cái vận tốc gọi là bàn thờ đó, chạy đi. Ồ, sao mình thấy có vẻ hơi ngược. Thanh niên này sao lại có thể giết được thanh niên kia nhỉ? Thanh niên kia áo rõ ràng áo trâu hơn mà. What? Mọi thứ trên thế giới thật là khó hiểu. Và đến, và đến khi thằng này dừng lại thì sẽ là lúc mình sẽ giết nó. Ok, mình chỉ cần cái push, một cái push nhẹ lên thôi. Cái push nhẹ lên thôi, ok. Sao mà chúng ta lại lật ngược tình thế rồi? Oh my god. Oh, mình nhảy hụt quá. Năm máu. Ok, mình nghĩ là thằng này có 64 cục và nó đang cho mình lùi. Và người kia đang dí gọi là chặt chẽ đứng đằng sau lưng chúng ta, chỉ còn 3 người thôi. Đây. Tất cả sẽ chết. Mình nghĩ là chúng ta còn phải đánh thằng kia. Kìa đâu rồi? Đừng có chạy chứ trời. Khó tìm quá. Mình để hở cái hang này chạy luôn rồi. Ok. Mình đi cần vứt những cái này đi. Sắc nét. Oh, pha sắc nét. Yes. Nãy giờ sao mình không xài nhỉ? Mình thật là ngu người. Và sẽ không cần cái này, mình cần cái Ender Pier chẳng hạn. Ok, Ender Pier. Ok, cái này cũng được. Protection 4 cũng bảo vệ khỏi tai họa đấy. Protection 4. Và chúng ta cần, oh man, mình không cần những thứ này cho lắm. Ok, full protection 4 chưa. Khi nào mới full đây? 5 minute left. Mình sẽ không cần những cái này. Và mình cần tới cái này. Ê, skeleton. Đồng minh không? Sao con skeleton này ngu người quá. Ngu người. Ok, và ba người nhưng mà không thấy ai cả. Và oh my god, chúng ta đã có cái này. Đây là thứ dành cho Zeroth. Và chúng ta đang chả thấy ai cả. Thật sự là không chả thấy ai cả. Chúng ta đang đứng ở lâu đây. Và chúng ta có thấy một cuộc chiến rồi. Mình là cái người không được vào cuộc chiến này. Mình rất là buồn. Tại sao? Vì mình không được vào. Và mình phải giết được một người. Ok. Thằng kia xuống đúng không? Hay là chạy à? Oh god, chạy à. Ê, nếu bạn đừng có chạy chứ thanh niên, đừng có chạy chứ. Tôi có tốc độ nha, tôi có tốc độ khoảng 23 giây nữa. Oh my god, có tốc độ 23 giây thôi á. Chạy thôi. Ok. Đâu rồi? Thấy rồi. To be a legend. Dude, sao mà chạy được? Sao không thể nào chạy thoát được cả? Không thể nào. Nó gọi là không thể nào đó các bạn. Dự định ban đầu của mình là vào chơi TNT, nhưng mà nãy giờ thì thật sự là không có thời gian để chỗ tài vài quả TNT. Tại vì thật sự mình không có cái gọi là sao ta, không có cái run đó các bạn. Mình không thể nào chọn map được. Nếu mà có cái run mình có thể chọn tự chọn map để mà có thể chơi. Nhưng mà mình muốn có một cái run YouTube vậy. Hơi khó. Ok, nhưng mà run YouTube thì không biết mình phải làm sao để có ta. Mình thấy có rất là nhiều YouTuber nước ngoài có được cái run YouTube. Và chúng ta có hack. Really hack. Ok. Mình sợ cái mỗi lần có tốc độ là mình kiểu cứ như thế. Oh yeah. Ủa, làm sao mình có thể đặt được block kiểu đó nhỉ? Một câu hỏi khó. Nhưng mà ok. Có golden apple à. Cho tôi tí nha. Cảm ơn. Và power 5. Ok, có vẻ thanh niên này chưa kịp sử dụng là mình đã giết rồi.
tội nghiệp. Ok, và mũi tên à? Yeah, cảm ơn, mình cũng cần. Ta không còn cái gì đây sang. Ok. Không cần thật à? Không có gì để cần hết. Chứ phải không cần các bạn. Ok. Oh my god. Mình nghĩ là chỉ cần vài hit nữa thôi. Mình fail. Ok, có con siêu phía đằng sau luôn kìa. Không tin à? Thôi không tin. Ok. Boom. Mình thực sự giết người bằng sniper. Mình chỉ làm này khi chỉ làm được cái kiểu giết người bằng sniper này khi mà mình khi mà mình đang làm ngã đối thủ thôi, chứ trước giờ mình chưa thử cái việc giết bằng sniper này, cái bắn cung này. Ok, nó rất là vui, các bạn có thể thử nếu các bạn có thể. Ok. Và cái người lấy cái đồ mid mình không biết là đang ở đâu, hoặc là té xuống đâu mất tiêu rồi. Oh my god, có người đứng đây sao mình không biết nhỉ? Có người đứng đây sao mình không biết nhỉ? Oh man, từ từ nào. Oh my god, are you kidding me? Oh my god, Jesus, boom, wow. What the heck? Mình thật sự giết người bằng TNT. Mình giết người bằng bom. Mình giết người bằng TNT. Và có cái gì nữa không? Còn cái gì mình chưa thử không nhỉ? Còn một người nữa nhưng mà mình không biết nó đang đang ở đâu vậy ta? Chúng ta phải tìm cho ra, và chúng ta phải chi khả tận gốc, không được để đẻ trứng. Và chúng ta cần oh man boom boom boom. Và không, đây yes, đây cái mũ này mới đúng nè. Và yeah ha, cái này thì tuyệt vời ở mặt trời rồi. Và protection 4 mà mình nghĩ không cần protection 4 đâu. Ok, mình sẽ lấy cái này. Và mình còn nghĩ tới cái việc là sẽ bị trap 7 nên mình sẽ xài tới cái này và ở hướng này. Ok. I see you dude. Kế hoạch là gì? Bắn lên đây. Ship. Play đã tới. Chúng ta không phải bị mất cái gì cả. Ok. Giữa. Mình ráng là dưới đây sẽ có cái bẫy. Rồi để cho kế hoạch chính xác thì mình muốn đi đường này. Oops. Mình không có picket. Có picket đâu? Không có picket à? Ok, không có picket thôi, không chơi, không xài, không lấy. Ok. Chạy hay nào, chạy cùng lúc rồi. What the heck? No! Mình bị chơi bởi TNT. Oh my god. Oh man. Mình bị chơi ngược lại. Đầu ấy, đầu khổ này đâu. Ok. Dán tiếp theo và dán này mà mình lên được nóc này là mình sẽ có được một cái chỗ ổn định để mà chúng ta có thể thả TNT xuống. Ok, kế hoạch là vậy. Và thực sự không biết các bạn có ủng hộ mình không. Oh man. Ok, mình đã lên được trên top đỉnh của nhà mình rồi. Và mình thật sự không biết là có lên top đỉnh nhà đối phương không. Và mình đã làm được. Oh my god, nó phá luôn block rồi. Oh shit. Ok, còn nhiều lắm anh bạn. Còn nhiều lắm. Tận hưởng hết đi nha. Have fun. Oh man. Oh! Why?
Why you don't die, dude? Xin lỗi, không chế, không có chép tiếng Anh đâu, nhưng mà mỗi lúc vậy mà thường thường mình hay tiếng Anh giúp mình hồi phục sinh lực. Không không biết phải nói như thế nào nữa. Ok. Và mình vừa chúng ta chỉ vừa mới phá hủy cái nhà đó Phương và chúng ta rớt luôn. Oh man. Hay quá trời đó. Hay quá. Trời đó. Rất là hay. Cảm ơn. Oh man, đây là cái map mà mình nghĩ là sẽ rất là chơi TNT Cannon là hơi bị phê đấy. Và chúng ta còn block. Ok, chúng ta không cần những cái block này. Nó còn một vài cái gì đó gọi là đặc biệt hơn. Giúp vậy là chỉ có rất ít block. Mình nghĩ là chúng ta vừa đủ để cho nó leo lên thôi. Ok. Ok, mình biết ngay mà, chúng ta thấy là cũng vừa đủ thôi và Ok. Gonna be fun. Oh man, mình đặt lộn chỗ rồi. À, ôi, I'm stuck. Chưa lộn lắm đâu. Ok, lên. Ow. What? Vâng, ladies and gentlemen, mình đã giết được người bằng quả TNT và mình sống chung với TNT ngay trong cái chỗ của đối phương luôn. Wow, và cái cây kìa, không còn gì có thể diễn tả được nữa. Bye bye. Nope. Yeah. Chúng ta lại giết thêm người, chúng ta lại có đồ. Cảm ơn nha. Protection 3 này. Ok. Anh bạn đó là một cái gọi là anh bạn tuyệt vời. Oh my man. Và mình cần phải bắn thằng này rớt xuống. Rớt xuống đây. Rớt xuống. Oh man. Chúng ta không thể làm được. Quá khó quá đối với sức mong manh yếu đuối của chúng ta. Ok, mặc dù mình chết nhưng mà cái challenge thử thách hôm nay là chơi TNT và đốt nhà mình đã hoàn thành. Mình đốt khoảng vài căn nhà và cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình nếu các bạn thực sự thích video này hãy like cho mình, share và subscribe cho mình. Và nếu các bạn có những cái ý tưởng về cách những cái cầm bẫy hay là những cái cách phá bằng những cái kit hoặc là những cái gì đó trong Minecraft Skyward, hãy comment liền ở phía dưới. Mình sẽ thử và mình nếu thành công mình sẽ thực hiện. Và cảm ơn các bạn và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.